thì nó sẽ khác nhau ở nhiều vị trí. Ví dụ mình lấy ở chân nó khác, mình lấy ở tay nó khác, mà mình lấy ở động mạch trung tâm nó sẽ khác, à, tĩnh mạch trung tâm nó sẽ khác. Còn nếu mà mình lấy động mạch á thì các cái chỉ số nó giống nhau. À, nhưng mà nó giống nhau những chỉ số nào? Chỉ có mỗi cái PaO2 á là nó mới khác biệt ở nhiều vị trí ha. Vì vậy cho nên trả lời như thế này, tức là nếu mà mình đánh giá cái tình trạng thăng bằng kiềm toan thôi đó, thì mình có thể sử dụng máu tĩnh mạch để thay thế máu động mạch, nhưng mà phải có một cái cộng trừ nhân chia, mình xóa máu động mạch nha. Còn đối với tình đánh giá cái tình trạng oxy hóa máu á, tức là đặc biệt là mình lấy PA2 á, thì không thể lấy máu động tĩnh mạch để mình thay thế máu động mạch được nha. Một lợi thế như thế nào nha, khi nào á thì mình lấy máu động mạch chỉ định. Chỉ định thì chỉ định của khi máu động mạch nó cũng rất là rộng rãi, nhưng mà chủ yếu á là hai hai lĩnh vực, đúng không? Hồi nãy cô cũng đã nói ban đầu, tức là lĩnh vực đánh giá thăng bằng kiềm toan, và thứ hai là lĩnh vực để đánh giá về rối loạn thông khí và oxy hóa máu, tức là trong các cái tình trạng mà có suy hô hấp cấp nha. Và đánh giá, ngoài cái việc đánh giá thế thì mình còn theo dõi độ nặng để mình gặp. Ví dụ như là có cái nhiễm khuẩn vết thương tại chỗ, thì vết thương chỗ này á, cái vùng da đó thì mình lấy chỗ khác không quan trọng nha. À, hoặc là bệnh lý mạch máu ngoại biên, tức là cái chỗ này mình không sờ được thì mình đi tìm chỗ khác, vân vân ha. Và cái tình trạng dò động tĩnh mạch đó thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cái kết quả của mình. À, các cái tai biến có thể gặp trong cái khi mà mình lấy cái khí máu động mạch, bao gồm có tắc động mạch, co thắt động mạch, thuyên tắc, hematom, chảy máu, đau và tổn thương mạch máu. Tuy nhiên các cái tai biến này cũng ít khi gặp, trừ phi là mình lấy một chỗ rất là nhiều lần ha. Hoặc là mình không có cẩn thận để nó chảy máu, hoặc là mình không có đèn đè ép kỹ để cho cái tạo nên cái ụ cục hematom ha. À, và bây giờ trước khi mà mình đi vào cái kỹ thuật phân tích cái kết quả khí máu động mạch á, thì mình xem qua cái kỹ thuật lấy khí máu động mạch nha, cái phương pháp lấy khí máu động mạch. Bởi vì cái kỹ thuật lấy khí máu động mạch nó tương đối là nó rất là tế nhị, và rất là nhiều người không có chú ý việc này. Và khi mà mình lấy kỹ thuật lấy máu mà không đúng á, thì mình sẽ đưa ra một cái kết quả không đúng. Với ở trên màn hình đó, người ta nói rằng là một cái kết quả đo khí máu mà không chính xác thì thà đừng có lấy còn hơn ha. Thà đừng có coi còn hơn là mình đọc cái kết quả sai đó nha các bạn. Thế thì bây giờ mình vào cái kỹ thuật lấy khí máu động mạch. À, đầu tiên á, là mình phải chuẩn bị bệnh nhân, tức là phải cho bệnh nhân nằm nghỉ trước ha. Rồi mình phải giải thích, tức là phải có một số bệnh, nếu mà mình kỹ lưỡng á thì mình phải giải thích trước, bởi vì có một số bệnh nhân á, thì họ sẽ lo lắng, họ sợ hãi á, là khi mà lấy đau quá thì họ thở nhanh lên, và khi mà thở nhanh như vậy á thì cái kết quả nó sẽ không có chính xác lắm nha. À, và mình phải tức là khi mà mình lấy cái khí máu động mạch á thì mình thường là mình phải ghi các cái thông số về oxy vào trong cái khí máu động mạch trước khi mà mình gửi lên phòng xét nghiệm, đúng không? Thì các bạn lưu ý như thế này, ví dụ như bệnh nhân mới vô lần đầu tiên và bệnh nhân đang suy hô hấp ha, mình được được đưa ngay vào phòng cấp cứu và đang khó thở suy hô hấp, mình đo cái mình mới cho bệnh nhân thở oxy. Mình cho bệnh nhân thở oxy và ngay sau đó mình lấy cái khí máu động mạch rồi mình gửi lên lên phòng xét nghiệm.
Thì cái FeO2 mà mình ghi trong cái kết quả, mình ghi trong cái phiếu xét nghiệm đó, mình ghi cái nào? Thông thường thì các bạn hay lấy cái FeO2 mà bệnh nhân đang thở oxy đó, các bạn ghi vô trong cái phiếu xét nghiệm, nhưng mà thực ra đó là chưa đúng. Tại vì mình phải chờ ít nhất là 20 phút đến 30 phút thì cái tình trạng oxy của máu người bệnh nó mới tương xứng với cái FeO2 đang sử dụng nha. Còn nếu mà bệnh nhân mới vừa vô và mình vừa đặt cái dây oxy lên mũi người ta, rồi mình lấy cái khí máu động mạch liền chưa đủ 20 phút á, thì các bạn phải ghi cái FeO2 trước đó là khí trời. Các bạn hiểu không? Tức là nó phải đợi 20 phút đến 30 phút á, thì cái tình trạng oxy ở trong máu nó mới tương xứng với cái FeO2 bệnh nhân đang thở. Còn mình vừa cho bệnh nhân thở oxy thì cái tình trạng oxy đó, cái FeO2 đó, nó mình phải ghi là cái khí trời, tức là trước đó. Hoặc là mình mới vừa điều chỉnh cái oxy thì mình chưa chưa đủ 20 phút thì mình phải ghi cái tình trạng FeO2 trước đó nha. Rồi. Bây giờ có bạn nào đã từng lấy khí máu động mạch không? Alo, alo, có bạn nào từng lấy khí máu động mạch chưa? Dạ có cô. Dạ lấy Dạ thường có xuyên cô ạ. Rồi, ai ai là lấy Dạ. thường xuyên đó, kể cô nghe coi là bạn lấy như thế nào đó, kỹ thuật. Thuật thì giống như hồi nãy cô đã nói, mình làm cái test Allen trước rồi xác định cái chống chỉ định trước. Rồi sau đó mình lấy dùng cái bơm tim mộng, cái chán heparin. Nên xong á là mình ngửa bàn tay bệnh nhân lên tối đa sau sờ mặt, rồi lấy ra một cái góc thẳng đứng so với mặt da. Dạ yeah. Khi mình đâm xuống thì nhìn vô cái đốc kim thấy cái khi mà máu lên thì cái nó sẽ nhấp vô ngay chỗ đốc kim, thì lúc đó là xác định đã vô cái động mạch, lúc đó mình sẽ cố định kim mà hút khi đủ đủ cái số lượng máu thì rút ra, mình đèn ép khoảng cỡ 30 giây, rồi xong đó mình dán băng keo lại cho bệnh nhân. Rồi sao nữa? Dạ yeah. Rồi sau đó mình xe sau lấy cái tay xe nhẹ cái bơm tim rồi mình gửi đi làm xét nghiệm cơ. Rồi. Dạ cảm ơn cô. Vậy như vậy là các bạn thiếu rất là nhiều nha. Bây giờ thứ nhất á là mình chuẩn bị cái heparin, mình chuẩn bị sao? Dạ, heparin sau khi mà để trong khoảng gần 2 đến 6 độ, sau đó mình ra mình chỉ lấy cái tay xe nhẹ để cho đều của cô. Sau đó mình hút dùng cái bơm tim mình hút hút cái heparin ra, xong mình bơm ngược lại là cái hình thức chán ống, xong rồi dùng cái kim khác. Sau đó cái kim lấy cái máu là cái một cái kim khác, cái kim của cái 1 ml đó cô. Tại sao phải lấy kim khác? Tại sao phải lấy kim khác? Kim 1 cc khó hút hay sao? Đúng không? Dạ không cô, cái kim mà để mình chán heparin là khác cô, còn cái kim mà 1 cc là lấy kim đó mới mới làm khí máu cô, nhưng mà trong quá trình chán thì mình không nên lấy cái kim 1 cc để chán, tại vì khi mình đâm nhiều lần sợ nó hư cái đầu kim đó cô. Cái heparin bạn để trong cái gì? Dạ để heparin thường là để trong cái lọ, nó có cái lọ riêng cô. Dạ Rồi. Bây giờ như thế này, tức là đầu tiên là cái việc tráng heparin, bây giờ đầu tiên là cái chuyện mà cái dụng cụ ha. Thì thông thường á là ở Việt Nam mình á, mình hay sử dụng cái dụng cụ là cái ống tiêm 1 cc bằng nhựa, đúng không? Thì cái đó là không đúng, tại vì đúng luật Dạ. là người ta phải dùng cái dụng cụ chuyên dùng. Thì ở Việt Nam mình cũng có một số bệnh viện mà nó có nhiều tiền đó, bệnh viện tư rồi đó, là nó Dạ, sử cái đó dụng bên Pháp Việt cái chắc không biết Pháp Việt có. Dạ. Pháp Việt rồi Dạ. Tâm Đức Dạ rồi dạ dạ. cũng có một vài bệnh viện cũng thường thường thôi nhưng cũng có đó. Thì cái dụng cụ đó đó là nó thứ nhất là nó có cái áp lực âm ở trong cái không phải áp lực âm mà là không không tức là tự hút đó, không phải áp lực âm mà nó tự hút,
mình chỉ cần ghim vào đúng cái động mạch á thì cái máu nó sẽ tự hút lên và mình không cần kéo gì cả ha. Và ở bên trong á thì nó tráng cái heparin đông khô, vậy cho nên là mình không có lo lắng gì cả. Còn cái của mình ở đây á thì mình sử dụng cái ống tiêm mà bằng nhựa như vậy á, thì mình phải kéo, thì bạn nói đúng rồi đó, mình phải quan sát ngay cái đốc kim để mình coi là máu nó có lên chưa, và máu nó có thể thấy nhấp nhô nếu mà cái đốc kim mình dễ quan sát. Tại vì có nhiều trường hợp á, là cô thấy cái đốc kim á nó màu rất là tối á là mình không thấy luôn ha. Rồi, và khi mà mình bây giờ nếu mà mình sử dụng cái ống tiêm mà sử dụng một lần ống tiêm nhựa của mình đó, thì thứ nhất là mình phải tráng heparin á, thì cô nhắc như thế này: khi mà mình tráng heparin thì mình phải kéo hết cái chiều dài của cái ống tiêm á, kiểu rồi mình mới đẩy cái heparin ra hết, chứ mình và mình không chừa lại một tí heparin nào trong lòng ống cả ha. Các bạn nhớ chuyện này nha, bởi vì nếu mà mình tại vì có một số bạn thì sợ rằng là cái máu nó sẽ bị đông, cho nên các bạn chừa lại một đoạn một khúc cái heparin ở trong lòng ống đó, ở lòng ống tim đó, thì cái đó nó sẽ làm sai kết quả, bởi vì heparin nó sẽ làm tăng cái độ axit của cái máu mình lấy nha. Và khi mà mình đẩy, mình tráng heparin thì mình chỉ tráng thôi, đó là mình phải đẩy hết ra. Và đẩy hết ra như vậy á, thì chỉ cần những cái heparin mà nó nằm trong cái khoảng chết của cái ống tim á là nó đủ để làm cho cái máu mình không bị đông rồi. À, thành ra là các bạn lưu ý chuyện thứ nhất. Rồi, cái chuyện thứ nhì á, là khi mà mình lấy á, thì mình chọn cái vị trí lấy máu thì bạn nói đúng hết rồi đó, tức là mình chọn ở cái vị nhà, nhà làm nếu mà mình làm ở bằng tay, làm ở động mạch quay á, thì mình phải làm cái test Allen, rồi sau đó mình xác định cái vị trí động mạch rồi mình đâm kim vô. Thì cái đó cái kỹ thuật đâm á, là vuông góc hay là 45 độ á, thì tùy các bạn nha, mỗi người sẽ có một cái cách lấy máu khác nhau. Nhưng mà quan trọng á, là mình phải tiêm cho đúng cái động mạch để cho cái máu nó tự 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 vào trong cái lòng ống tim, trong cái đốc kim đó, rồi sau mình kéo lên. Và mình phải kéo nhẹ tay, nếu mà mình kéo rất là nặng tay nghĩa là mình đâm sai rồi. Bởi vì cái động mạch với cái tĩnh mạch thì nó nằm rất là nằm cạnh nhau ha. Thì hồi nãy bạn nói á, thì đúng tới cái đoạn á, là mình lấy được cái máu vào trong cái seren, nhưng mà cái đoạn sau là rất là thiếu. Các bạn biết thiếu cái gì không? Là sau khi mà mình lấy máu xong đó thì mình đè cái động mạch á, thì mình nên nhờ người khác đè, còn mình á thì mình lo cái ống tim của mình nha. Có thể nhờ người nhà hay người hay là điều dưỡng phụ gì đó đè cái động mạch cho nó lâu để tránh cái hematoma. Còn cái ống tim của mình á, thì ngay lập tức mình phải đẩy cái bọt khí ra khỏi cái ống tim ngay lập tức nha các bạn. Nếu mà mình để cái bọt khí ở trong đó thì nó sẽ sai kết quả, bởi vì cái khí ở trong cái bọt khí nó sẽ đi vào trong máu ngay 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 sau đó ha. Tức là mình bằng mọi giá mình phải cách ly ngay mẫu máu với khí trời và tránh mọi sự tiếp xúc của mẫu máu mình với khí trời. Như vậy á, thì mình phải đẩy cái bọt khí ra. Nhưng mà mình đẩy cái bọt khí ra rồi đó thì mình còn phải làm gì nữa? Mình phải làm sao các bạn đẩy cái ống nắp ống tim lên, đúng không? Nhưng mà đẩy cái nắp ống tim theo các bạn có kính không? Không hề kính nha, bởi vì cái đầu kim là cái đầu kim vác và mình đẩy như vậy thì nó vẫn tiếp xúc với khí trời bình thường Vậy thì mình phải làm sao để mình tránh tiếp xúc với khí trời? Ở bệnh viện Ngọc Phạm Học Thạch đó, ở cái khoa của cô trước đây á, là ngay khi mà lấy khí máu động mạch xong là phải phải dùng cái kim đó ghim ngay vào một cái cục sáp hay là một cái cục cao su để cho cái đầu kim mình không có tiếp xúc gì cả với khí trời. Cái chuyện này rất là quan trọng, đặc biệt là khi mà bạn chưa có mang xuống phòng xét nghiệm ngay á,
thì cái thời gian các bạn để là nó sẽ tiếp xúc qua lại với khí trời ngay lập tức nha, và chỉ một lát sau là nó sai kết quả. À, và như vậy thì nếu mà các bạn ở ở ở, ở Phạm Ngọc Thạch đó, thì cô là hay bắt hộ lý cậy cái nắp của cái chai bia, cái chai kháng sinh đó, có cái nút cao su đó, à trong khoa lúc nào cũng có một cái rổ đầy những cái nút cao su đó nha, rửa sạch để đó, và tất cả những cái mâm mà chọn soạn sẵn để điều dưỡng soạn để cho bác sĩ đi lấy khí máu là luôn luôn phải có vài cái cục cao su đó để ghim vào trong cái kim nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không có những cái nút cao su đó, các bạn có thể dùng những cái vật dụng khác, ví dụ bạn đi mua những cái sáp của trẻ con đó, nó chơi để nó ghim nặng hình nào đó, hoặc là tùy các bạn sáng tạo, nhưng mà miễn làm sao á, là ngay khi lấy khí máu xong bạn phải cách ly với khí trời nha. Rồi đó là chuyện thứ nhì. Cái chuyện thứ ba nữa đó là bao lâu thì mình sẽ phải mang xuống sòng phòng xét nghiệm. Mình phải mang xuống phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt nha. Và cái phòng xét nghiệm đó là mình, nếu mà mình đôi khi là mình không có đem liền được á, thì mình phải để trong cái tủ lạnh nha các bạn nha, tủ lạnh. À, các bạn còn nhớ cái nghiệm pháp Allen không? Cái nghiệm pháp Allen á, tức là các bạn có thấy trên cái màn ảnh không vậy? Alo? Dạ có thấy này. Dạ có. Có thấy ha, rồi. Đây là cái nghiệm pháp Allen ha, tức là có đến 3 đến 5% bệnh nhân không có tuần hoàn thông nối quay trụ. Vậy cho nên mình phải đánh giá cái nghiệm pháp Allen. Thực ra thì cũng ít có ai làm cái này. Nhưng mà nếu mà mình lấy chỉ có một cái động mạch quay mà mình lấy hoài rất là nhiều lần thì mình nên quan tâm tới cái nghiệm pháp này. Còn nếu mà mình lấy nghiệm nhiều chỗ hoặc là lâu lâu mình mới lấy thì cũng không cần quan tâm. Nhưng mà nếu mà mình cứ lấy cái động mạch quay hoài suốt ngày, một ngày lấy 2 3 lần á, thì có thể làm cho cái động mạch quay của người ta bị tắc ha. Và như vậy thì đầu tiên là mình phải nắm cái bàn tay thật chặt để đuổi máu ra ngoài. Và sau khi mình nắm bàn tay thật chặt, mình đuổi máu ra ngoài, thì mình dùng hai ngón tay để mình đè hai bên bên động mạch quay và động mạch trụ. Sau khi mình đè hai bên rồi đó thì mình mới thả cái bàn tay ra, thả bàn tay ra, và mình buông cái bên cái động mạch mình buông cái bên động mạch quay ra, buông cái bên động mạch trụ ra, chứ buông cái bên động mạch trụ ra mà bên cái động mạch và cái động mạch quay mình vẫn còn đè. Nếu mà bàn tay hồng lại có nghĩa là động mạch trụ của mình nó thông ha. Và như vậy nếu mà động mạch trụ thông thì ok, không có vấn đề gì. Nếu mà động mạch quay lỡ có bị tắc thì động mạch trụ nó cũng có thể làm cho cái bàn tay mình nó được có đầy đủ máu ha. Rồi, cô nói lại các cái trường hợp này, nãy là mình nói cái tráng cái heparin này ha, tráng heparin mình kéo piston đúng không, chờ đến cuối ống tiêm rồi đẩy ra ngoài nha, tránh hút kéo nhiều lần có lẽ thể làm sai kết quả. Và sau khi mình lấy khí máu xong là mình nhớ là cách ly với khí trời bằng cách ghim cái mũi kim vào một cái khối sáp hoặc là một cái khối cao su đặc nha, không có đậy nắp kim, bởi vì luôn luôn có khoảng hở. Và mình dán tên bệnh nhân lên trên ống tiêm và đưa ngay đến phòng xét nghiệm ha. Và nếu mà mình đưa đến phòng xét nghiệm thì nên tốt nhất là trong vòng 30 phút. Nếu mà mình giữ lâu quá, mình chưa có điều kiện mang tới phòng xét nghiệm trên 30 phút thì mình phải giữ giữ trong tủ lạnh ha. Tốt nhất nữa là giữ trong cái đá vụn đó ha. Còn nếu mà mình vẫn chưa có thời gian mình mang đến thì sau 2 tiếng đồng hồ thì mình tốt nhất là mình bỏ bỏ cái mẫu máu đó đi nha các bạn nha. Và những cái sai lầm mà thường gặp nhất ở trong cái khí máu động mạch đó là, thứ nhất là mình lấy nhầm cái tĩnh mạch. Thì mình làm sao để mình phân biệt khi mà mình lấy nhầm tĩnh mạch các bạn? Sao mình biết đó, sao mình biết là mình đã lấy nhầm tĩnh mạch rồi? Cái này dễ gặp luôn, dễ 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 gặp trong cái thực hành lâm sàng lắm.
Thì theo các bạn là làm sao các bạn phân biệt được? Alo, alo. Máu nó màu đen và mình phải hút mạnh thì nó mới lên, còn nó mạch máu màu đỏ. Ai biết? Không cần hút, chảy ra. Không nghe, nói gì đó không nghe. À, tức là máu động mạch thì nó tự chảy lên, mình không có phải hút. Còn máu động mạch nó màu đỏ, máu tĩnh mạch nó màu đen. Nhưng mà bây giờ người ta suy hô hấp thì máu nó vẫn đen thì sao? Chứ còn nếu mà người bình thường thì đúng rồi, máu động mạch đỏ, máu tĩnh mạch đen, rồi mới. Bây giờ người ta vô trong một cái tình trạng suy hô hấp thì biểu người ta máu động mạch đỏ sao mà được? À, thế thì mình căn cứ vào cái nó máu động mạch thì nó đẩy cái kim lên đúng không? Mình máu tĩnh mạch thì mình nhưng mà phải đôi hút. Khi là rất là khó đó, đôi khi mình không có quan sát nổi, hoặc là mình cũng cân nhắc không biết nó đúng hay không, thì mình làm sao để mình quyết định chuyện này? Thì chỉ các bạn một chiêu này, các bạn trong cái kết quả của khi máu động mạch á, lúc nào nó cũng có cái trị số gọi là SaO2. SaO2 là gì? Là độ bão hòa oxy trong máu động mạch. Và cái SaO2 đó là nó tính toán dựa vào các cái trị số BaO2, pH, BaCO2 vân vân, nó tính toán ra nha, nó tính toán ra. Thì mình sẽ so sánh cái kết quả BaO2 trong cái kết quả khi máu động mạch mà phòng xét nghiệm đưa về đó với cái SpO2, tức là cái kẹp ngón tay của mình đó. Hai cái trị số này á mà nó tương đương nhau, nó không có chênh lệch nhau quá 5% á, thì có thể là coi như là mình lấy đúng đó. Còn nếu mà cái SpO2 của mình cao mà cái SaO2 thấp thì có nghĩa là mình lấy sai rồi nha. Cái máu đó là máu tĩnh mạch chứ không phải là máu động mạch. Thấy các bạn. Cô là so cái SaO2 mạch thì đúng rồi, SaO2 của cái kết quả khi máu động mạch và cái SpO2 mà mình đo trực tiếp trên người của bệnh nhân ngay lúc đó. À. Ngay cái thời điểm mà mình lấy máu đó. À. Rồi ha, các bạn đồng ý ha. Rồi. Bây giờ qua tới cái lấy máu mao mạch. Tức là một số trường hợp là đặc biệt là ở trẻ em là mình lấy cái máu động mạch khó lắm. Hoặc là một số người lớn mình không thể lấy máu động mạch được. Thì mình có thể lấy thay thế bằng cái máu mao mạch. Lấy máu mao mạch. Nhưng mà với cái điều kiện là mình phải động mạch hóa cái mao mạch đó. Động mạch hóa cái mao mạch đó. Động mạch hóa tức là làm sao? Tức là cái tình trạng người ta gọi là cái tình tạo ra bằng một cái phương pháp vật lý hay hóa học, nó sẽ làm cho cái lưu lượng máu tại chỗ nó tăng lên 20 đến 30 lần, và người ta giả định rằng là cái tình trạng đó nó tương đương với cái máu động mạch. Và cái vật lý hóa học là làm sao? Cái phương pháp vật lý tức là làm nóng lên khoảng 42 độ C ở cái nơi định lấy máu bằng cái chai nước nóng, gạt nóng hoặc là đèn tỏa nhiệt. Hoặc là cái hóa học tức là mình có những cái pomade, những cái thuốc bôi làm cho cái vùng tại chỗ nó sung huyết lên. Và sau khi cái vùng chỗ đó nó nóng thì cái vị trí mình thường là làm ở, người lớn là làm ở trái tay, trẻ em thì làm ở gót chân. Và mình dùng cái lăn xét tức là cái kim mà để làm TSTC đó, mình ghim vào, mình đâm vào cái vùng sung huyết ở da mình vừa làm nóng lên đó. Rồi mình sẽ đưa cái ống cái capillary đó, là cái ống mao quản để làm hemorrhoid đó, mình hút vào trong đó và mình bít hai cái đầu mình chuyển tới phòng xét nghiệm ngay lập tức. Hồi nãy cũng nói cho các bạn là cái lấy máu tĩnh mạch thì trong những trường hợp mà mình đánh giá cái thăng bằng kiềm toan, mình không đánh giá gì tới cái PaO2 á, thì mình có thể dùng cái máu tĩnh mạch để suy ra cái máu động mạch nha. Nhưng mà cũng lưu ý rằng là không được dùng garo. Nếu mà mình lấy máu tĩnh mạch để mình
so ra, suy ra cái máu động mạch thì mình không được cột garo nha, bởi vì cái ứ động nó sẽ làm thay đổi cái PaO2 và pH. Và như vậy thì mình suy như thế nào nếu mà lấy cái PaCO2 á, thì lấy cái máu tĩnh mạch trừ đi 7 đến 8 mm thủy ngân thì mình sẽ có PaCO2 của động mạch. Và cái pH của tĩnh mạch á, thì mình cộng thêm 0,03 đến 0,04 thì mình sẽ có pH của máu động mạch nha. Và thường thường là cái kỹ thuật này là hiện nay cũng đã áp dụng rộng rãi ở một số cái hồi sức cấp cứu nha các bạn, trong trường hợp mà mình chỉ cần đánh giá thăng bằng kiềm toan không ha, thì mình có thể là sử dụng cái máu tĩnh mạch. Sai lầm thường gặp khi lấy cái máu động mạch đó là đầu tiên là mình lấy nhập tĩnh mạch thì nãy vừa nói với các bạn ha. Và thứ hai là nhiễm không khí vào mẫu máu thì nãy cũng nói rồi đó, tức là các bạn phải lưu ý là cách ly ngay mẫu máu với khí trời ha. Đẩy bọt khí ra và lập tức ghim cái đầu kim vào một cái cục sáp hoặc là một cái cục cao su và di chuyển ngay đến phòng xét nghiệm nha. Cái sai lầm thứ ba là quá dư chất chống đông, tức là các bạn để cái chất chống đông ở trong cái serum nhiều quá thì các bạn nên là chỉ có tráng ống thôi, tức là chỉ lấy cái khoảng chết, cái heparin nằm trong khoảng chết và cái là đủ rồi. Và cuối cùng là cái bệnh nhân chưa ở tình trạng ổn định, tức là FeO2 tương xứng với cái máu của bệnh nhân là phải sau 20 đến 30 phút ha. Cái này cũng nói lúc đầu với các bạn rồi. Đã, rồi. Còn cái độ bão hòa oxy trong máu là gì? Cái độ bão hòa oxy trong máu thì các bạn nhớ là cái SpO2, thì giữa cái SpO2 với cái máu động mạch thì các bạn nhớ rằng là cái SpO2 là một cái không xâm lấn và rất là dễ thực hiện. Tuy nhiên là mình phải hiểu cái giới hạn của nó. Cái SpO2 thì nó rất là tiện lợi nhưng mà nó cũng có nhiều cái sai lầm có thể mà mình phải nhận ra, và không thể nào mà mình thay thế cái SpO2 bằng cái khí máu động mạch được. Mặc dù cái SpO2 thì nó rất là tiện lợi, nhanh chóng ha, không xâm lấn nha. Thì cái giữa cái SpO2 và cái khí máu động mạch thì cái SpO2 không thể thay thế khí máu động mạch, bởi vì cái SpO2 nó kém tin cậy khi kém tới máu ngoại biên. SpO2 tức là có nhiều bạn thì dịch rằng là đo cái độ bão hòa oxy qua máu mao mạch, thực ra không phải máu mao mạch nha, nó đo cái bước sóng ở cái động mạch ngón tay á, động mạch ngón tay. Và như vậy thì nếu mà cái động mạch ngón tay mà nó bị tắc thì các bạn sẽ không thể đo được. Động mạch ngón tay nó tắc trong những cái trường hợp nào, ví dụ như trong các cái bệnh lý bị thiếu giảm cái tưới máu ngoại biên, ví dụ như là sốc hoặc là các cái bệnh lý như bệnh nhân hút thuốc lá rồi nó bị thiểu dưỡng cái động mạch ngón tay. Thì những cái trường hợp này là các bạn sẽ thấy cái SpO2 nó rất là kém tin cậy. Thứ hai là nó dùng đo bằng cái bước sóng màu. Vì vậy cho nên những cái trường hợp mà đắp móng tay giả rồi đó, nhuộm sơn móng tay rồi đó, có thể làm cho các bạn sai kết quả nha. Và cái SpO2 này nó cũng sẽ không đúng khi cái SaO2 thực sự nó thấp quá. Và như vậy nó không có hoàn toàn, nó không có song hành với nó không song hành với PaO2. Mình không thể dùng cái SpO2 để mình suy đoán cái PaO2 được, mà mình phải lấy cái khí máu động mạch nha các bạn. Và cái cuối cùng là cái máy oximetry, cái máy SpO2 nó không phân biệt được cái hemoglobin gắn với CO hay là hemoglobin gắn với methemoglobin. Hai cái trường hợp này nó không phân biệt được. CO hemoglobin là gặp trong những trường hợp ngộ độc khí CO, và methemoglobin là cái ngộ độc cái vỏ khoai mì đó các bạn. Thì những cái trường hợp này là bản thân cái nó không phân biệt được, tại vì những cái phân tử CO hoặc là những cái phân tử meth này nè, nó có cái ái lực mạnh hơn so với hemoglobin và nó giành chỗ của cái oxy.
những cái nguyên tử oxy khi mà gắn với cái hemoglobin đó. Và như vậy thì cái máy này nó không phân biệt được ha. Như vậy thì nó vẫn ra kết quả là SpO2 rất là cao, trong khi bệnh nhân thì là suy hô hấp tím tái nha các bạn. Thành ra đó là những cái giới hạn của cái SpO2. Và như vậy thì bắt buộc là mình phải sử dụng cái khí máu động mạch nha. Chứ mình không thể nào dựa vào cái SpO2 hoài được nha. Tại vì cô nói cái chuyện này bởi vì các bạn trong đêm nhiều khi là bệnh nhân suy hô hấp cái là xuống coi bệnh nó là đo SpO2, chỉ có dựa vô SpO2 để điều chỉnh, mặc dù bệnh nhân thì diễn tiến không không tốt, diễn tiến xấu dần, nhưng mà chỉ dựa vào cái SpO2 để mà điều chỉnh cái điều trị oxy cho bệnh nhân thì cái đó là không có hợp lý nha. Các bạn phải lấy khí máu động mạch. Rồi đó là mình nói xong qua về cái kỹ thuật lấy khí máu động mạch ha, kỹ thuật khí lấy khí máu động mạch nhắc lại ha. Cái sự chính xác của nó hết sức là quan trọng nha. Và nếu mà mình lấy sai thì mình phân tích kết quả sai hết nha. Rồi. Bây giờ qua tới cái phân tích kết quả khí máu động mạch thì các bạn thấy rằng là ban đầu cô nói nó có hai cái tình trạng ha, tức là thăng bằng kiềm toan và oxy hóa máu, thì cái nội dung hôm nay mình sẽ đánh giá về cái thăng bằng kiềm toan thôi nha. Oxy hóa máu thì các cái trị số liên quan tới oxy hóa máu là nằm bên cái cột bên đây, và cái những cái trị số liên quan đến cái thăng bằng kiềm toan thì nằm ở cột bên phải. Và có nhiều cái trị số như là pH, PaCO2, HCO3 trừ, BB tức là kiềm đệm, và BE tức là kiềm dư. Nhưng mà cái phương pháp phân tích của cô hướng dẫn cho các bạn thì chúng ta chỉ quan tâm tới ba con số này là đủ rồi. Thứ nhất là pH, thứ hai là PaCO2, và thứ ba là HCO3 trừ. Như vậy thì ba cái thông số này là hết sức là quan trọng nha. Và mục đích tại sao mà cơ thể mình nó lại điều chỉnh cái thăng bằng kiềm toan để làm gì, thì mục đích là để giữ cho cái pH nó nằm ở trong cái trị số ổn định nha, trị số ổn định. Khi mà pH của cơ thể nằm trong trị số ổn định thì mọi cái hoạt động về mặt tế bào của cơ thể mình nó ổn định. Còn vì vậy cho nên là hai cái thông số PaCO2 và HCO3 trừ nó sẽ là những cái nút, các bạn tưởng tượng như là đây là những cái nút nó vặn qua vặn lại, mục đích để chi? Vặn qua vặn lại này mục đích để cho cái pH ở cái mức ổn định. Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái nút, cái pH là ở giữa, cái pH là được điều chỉnh. Còn hai cái nút để điều chỉnh đó là cái nút H trừ và cái nút CO2. Hai cái nút này là hai cái nút gọi là hai cái nút thành phần, nút thành phần điều chỉnh qua lại giữ cho cái pH ổn định ha. Thì cái nút thứ nhất là mình sẽ quan tâm đó là cái HCO3 trừ. HCO3 trừ là hai cái nút này là nó đối ngược nhau các bạn. HCO3 trừ và CO2, hai cái nút này nó đối ngược nhau. Giống như một cái on một cái off vậy đó, hai cái nó vặn qua vặn lại mục đích để giữ cho pH ổn định ha. Thì đầu tiên là cái HCO3 trừ là giá trị bình thường nó là 24 và cho phép dao động từ 22 tới 26 ha. Và cái CO2 thì cái giá trị bình thường nó là 40 và nó dao động từ 35 tới 45 ha. Thì cái HCO3 trừ nó có tính kiềm ha. HCO3 trừ có tính kiềm và nó đối nghịch lại với cái CO2 là có tính axit ha. Đối ngược nhau các bạn. HCO3 trừ là thành phần chuyển hóa. Thành phần chuyển hóa thì đối ngược lại là cái CO2 là thành phần hô hấp nha. Chuyển hóa với hô hấp nó đối ngược nhau, kiềm với axit nó đối ngược nhau ha. Thêm một cái đặc điểm nữa tức là cái HCO3 trừ nó luôn luôn di chuyển cùng chiều với pH trong rối loạn nguyên phát, trong khi cái CO2 thì luôn luôn di chuyển ngược chiều với pH trong rối loạn nguyên phát. Trong rối loạn nguyên phát này các bạn. Rồi. Đó là
hay là cái điện giải đồ nha. Và đây là cái hình để cho thấy chúng ta cái pH với cái HCO3 trừ thì luôn luôn di chuyển cùng chiều ha. Và cái pH và BaCO2 thì luôn luôn di chuyển ngược chiều nhau, ngược chiều nhau ha. Và ở có một cái câu mà các bạn luôn nhớ đó là hô đối chuyển cùng nha, hô đối chuyển cùng. Hô là gì? Hô là hô hấp. Hô là hô hấp, là BaCO2 là hô hấp. Hô hấp là luôn luôn đối ngược với pH. Còn HCO3 trừ là chuyển hóa thì luôn luôn cùng với pH. Tức là hô đối chuyển cùng. Hô đối chuyển cùng nha các bạn. Câu này là cái câu phải nhớ ha. Rồi. Các cơ chế bù trừ thì tức là luôn luôn á, cái rối loạn nguyên phát mà nằm ở chuyển hóa thì ai sẽ nhào ra cứu? Bởi vì rối loạn nằm bên chuyển hóa rồi á thì cái thằng cứu nó phải là cái thằng hô hấp, đúng không? Tức là rối loạn chuyển hóa đó thì hô hấp sẽ bù nha. Và nếu mà nó là toan thì sẽ bù như thế nào để cho kìm bớt? Và nếu mà rối loạn nó là kìm thì hô hấp nó sẽ bù như thế nào để cho toan bớt? Ngược lại, nếu rối loạn nguyên phát nằm thì ai sẽ cứu? Thằng chuyển hóa sẽ nhào ra cứu, đúng không? Và cái nếu mà cái hô hấp mà nó là toan thì cái thằng chuyển hóa nó sẽ làm cho kìm bớt, và cái kìm hô hấp thì cái thằng chuyển hóa nó sẽ làm cho toan bớt. Đó là cái nguyên lý chung của cơ chế bù trừ điều chỉnh trong cơ thể nha. Và có ba cái mức độ bù là bù hoàn toàn, bù không hoàn toàn và bất bù ha. Tức là bù mà không có bù nổi. Tuy nhiên không bao giờ có hiện tượng bù quá mức nha. Bù quá mức nghĩa là sao? Cô ví dụ nha, một cái rối loạn gì đó nó làm cho cái pH giảm chỉ còn 7,35 ví dụ là toan ha. Và cái cơ chế bù nó sẽ đưa cái pH 7,35 về 7,4, đúng không? Thì nó sẽ đưa dần dần 7,35, 7,36, 7,37, 7,38, 7,39, 7,395, rồi 7,4 và ngừng lại. Sắp xỉ khoảng đó, nhưng không bao giờ nó đưa về 7,41 cả. Không bao giờ bù hơn bình thường. Cái cơ chế cơ thể mình nó rất là hay như thế. Và nếu mà nó có bù hơn bình thường, có nghĩa là nó có rối loạn. Và cái rối loạn đó, một lát nữa mình sẽ học, đó là những cái rối loạn toan kìm phối hợp nha, chứ không phải là rối loạn nguyên phát nữa nha. Một lát các bạn sẽ phân biệt rối loạn nguyên phát là khác, rối loạn phối hợp là như thế nào nha. Rồi. Và cái hai cái cơ chế bù trừ thì bù trừ bằng cái cơ chế hô hấp, nó rất là nhanh, bởi vì mình cứ thở ra thở vô một tí là nó sẽ bù được ngay ha. Còn cái bù bằng cái cơ chế chuyển hóa thì nó phải dựa vào các cái hệ đệm trong cơ thể và dựa vào thận, nước tiểu rồi đó, và nó sẽ lâu hơn, cho nên nó mất nhiều ngày hơn là so với cái cơ chế bù bằng hô hấp. Như vậy thì bây giờ mình sẽ học theo các bạn á, thì có bao nhiêu rối loạn nguyên phát, rối loạn toan kìm nguyên phát, theo các bạn có bao nhiêu rối loạn? Dạ, alo cái. Alo, 4 cái đúng rồi, chỉ có 4 cái thôi, rất là đơn giản nha các bạn, chỉ có 4 cái thôi. Đó là gì? Toan hô hấp, toan kìm hô hấp, toan chuyển hóa và kìm chuyển hóa hết nha. Chỉ có 4 cái thôi, nó không có quá phức tạp. Thành ra là có hai cách, hoặc là các bạn học thuộc lòng nha, hoặc là các bạn suy luận nha. Thì cái nào cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn tại vì nó có 4 cái thì mình học thuộc lòng nó cũng dễ thôi nha. Thì bây giờ đầu tiên là nói về một cái rối loạn đầu tiên nè. Một cái bệnh lý gì đó nó làm cho cái cơ thể mình bị hạ kali máu nha. Và khi mà kali máu bị hạ như vậy á, thì làm cho HCO3 trừ giảm nha. HCO3 trừ giảm thì chuyện gì xảy ra? HCO3 trừ là có tính
tính kiềm. Và HCO3 trừ giảm thì pH cũng cũng giảm theo, nhớ không? pH cũng giảm theo. Cái này là chuyển cùng nè, đúng không? HCO3 trừ giảm thì pH giảm theo. Mà pH giảm theo thì sao nữa? Ai ra cứu cái thằng hô hấp? Nó sẽ ra cứu, đúng không? Chuyển hóa, rối loạn ở chuyển hóa thì hô hấp sẽ cứu. Nó sẽ cứu bồ bằng cách là nó giảm. Bởi vì cái tình trạng này là đang pH đang giảm, tức là pH đang toan. Và cái thằng CO2 này là bản thân nó là có tính toan, và nó làm cho cái tình trạng bớt toan thì nó sẽ giảm đi ha. Để cho nó điều chỉnh cho cái máu nó bớt toan thì nó phải giảm ha. Như vậy thì đầu tiên là HCO3 trừ giảm. HCO3 trừ giảm làm cho pH máu giảm, và pH máu giảm thì CO2 giảm để điều chỉnh ha. CO2 giảm để điều chỉnh thì vậy mình sẽ có ba cái tình trạng là HCO3 trừ giảm, pH giảm và CO2 giảm. Như vậy thì đây là tình trạng gì các bạn? Đây là tình trạng toan chuyển hóa. Đúng rồi, toan chuyển hóa. Như vậy thì mình sẽ học thuộc lòng, nếu các bạn muốn học thuộc lòng. Toan chuyển hóa, cả ba cùng giảm. Toan chuyển hóa, cả ba cùng giảm. Bây giờ qua một cái rối loạn khác, là một cái bệnh lý gì đó làm cho cái kali trong máu tăng. Và mà khi cái kali trong máu tăng thì HCO3 trừ tăng. Và HCO3 trừ tăng thì pH máu cũng tăng ha, chuyển cùng nè, pH máu tăng. Và khi pH máu tăng thì cái CO2 điều chỉnh bằng cách tăng lên để làm gì? Để cho toan bớt, đúng không? Để cho toan bớt. Như vậy thì trong cái tình trạng thứ nhì này, mình thấy cả ba cùng tăng ha, cả ba cùng tăng, tức là HCO3 trừ tăng, sau đó pH tăng lên và CO2 điều chỉnh bằng cách tăng lên. Như vậy đây là tình trạng gì? Kiềm chuyển hóa. Kiềm chuyển hóa cùng tăng ha. Như vậy là mình sẽ có mình có hai cái tình trạng nguyên phát ở chuyển hóa, đó là toan chuyển hóa cả ba cùng giảm và kiềm chuyển hóa cả ba cùng tăng ha, dễ nhớ nha. Rồi bây giờ qua tới cái rối loạn kế tiếp. Rối loạn kế tiếp là một cái lý do gì đó làm cho cái CO2 ứ động ở phổi ha. Ví dụ như là bệnh nhân COPD ha, CO2 ứ động ở phổi rất là nhiều và làm cho cái pH máu giảm nè. pH máu giảm, cái này là hô đối nè các bạn. Hô đối nè, ha. CO2 tăng và pH máu giảm. Và khi pH máu giảm như vậy thì là toan, đúng không? Toan như vậy thì cái thằng bicarbonate, tức là cái thằng HCO3 trừ, nó phải làm cho máu kìm bớt bằng cách nó cũng tăng lên. Nó cũng tăng lên. Như vậy thì trong cái trường hợp này là hai thằng thành phần cùng tăng và pH giảm, đúng không? Hai thằng thành phần tăng và pH giảm. Như vậy thành cái rối loạn này là rối loạn gì? Toan hô hấp. Như vậy thì rối loạn thứ ba nha, rối loạn nguyên phát thứ ba mà mình cần phải thuộc, đó là pH giảm và hai thành phần tăng, đó là toan hô hấp nha, toan hô hấp. Và bây giờ qua tới cái rối loạn cuối cùng là bệnh nhân bị, ví dụ như bệnh nhân bị ISTRI ha, bệnh nhân ISTRI, bệnh nhân thở nhanh hơn bình thường nha. Bệnh nhân lo lắng, hoảng sợ gì đó, bệnh nhân thở nhanh hơn bình thường. Và khi mà thở nhanh hơn bình thường như vậy thì pH tăng lên nha. Kìm hô hấp. pH bị kìm đi nha. Cái này cũng là hô đối này các bạn ha. CO2 giảm và pH tăng lên. Và khi pH tăng lên như vậy thì HCO3 trừ giảm để điều chỉnh nha. Giảm để điều chỉnh. Như vậy thì trong cái rối loạn này chúng ta thấy rằng là chuyện gì xảy ra? pH tăng và hai thằng thành phần giảm. pH tăng, hai thằng thành phần giảm. Như vậy đây là kiềm hô hấp. Đúng không? Kiềm hô hấp. Bây giờ như vậy nhắc lại bốn cái rối loạn nguyên phát mà chúng ta vừa xem. Thứ nhất, toan chuyển hóa, cả ba cùng
cả ba cùng giảm. Kim chuyển hóa, cả ba cùng tăng. Toan hô hấp, pH giảm, hai thành phần tăng. Và kiềm hô hấp, pH tăng, hai thành phần giảm. Nha, các bạn thuộc chưa? Dễ thuộc quá đúng không? Quá dễ thuộc. Và một cái mà mình sẽ rút một cái quy luật ở trong bốn cái rối loạn nguyên phát này là gì? Là hai thành phần lúc nào cũng di chuyển cùng chiều với nhau. Các bạn coi lại đi nha, trong bốn cái rối loạn nguyên phát này thì hai cái thành phần đó HCO3 trừ và CO2 lúc nào nó cũng di chuyển cùng. Như vậy mình sẽ rút ra một cái quy luật. Nếu mình thấy hai cái thành phần này di chuyển ngược chiều với nhau là chắc chắn có bất thường, có rối loạn phối hợp, không còn là rối loạn nguyên phát nữa nha các bạn. Rồi. Một lát mình sẽ qua cái phần đó sau, bây giờ mình chỉ ghi nhận ở đây thôi nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ qua 6 bước phân tích thăng bằng kiềm toan nha. Và chỉ cần 6 bước này thì các bạn có thể phân tích một cái kết quả khí máu động mạch một cách dễ dàng nha. Thế cái bước đầu tiên là gì? Cái bước đầu tiên bao giờ cũng là nhận định cái pH máu. Hồi nãy nói các bạn là pH máu là cái mục đích cuối cùng để cho các cái hệ đệm trong cơ thể nó điều chỉnh qua lại. Mục đích duy nhất là nó giữ cho pH máu ổn định để cho cơ thể những cái tình trạng chuyển hóa trong cơ thể nó tạm ổn định trong cái với cái pH máu ổn định này. Mặc dù có những cái rối loạn gì đó thì nó vẫn điều chỉnh sao để cho cái tình trạng chuyển hóa của máu nó vẫn có thể tạm thời trong cái với cái pH máu. Ok nha. Rồi. Như vậy thì đầu tiên á là pH máu. Mình sẽ đánh giá nếu mà pH máu thấp dưới 7,35 thì gọi là toan, nãy mình học rồi đúng không? Nó dao động từ 7,35 tới 7,45. Và nếu dưới 7,35 tức là toan, và nếu mà dưới 7,2 tức là toan nặng. Còn nếu mà trên 7,45 tức là kiềm, và nếu mà trên 7,5 thôi đó là đã là kiềm nặng rồi nha. Còn như vậy thì trong cái khoảng còn lại là pH nằm trong cái khoảng từ 7,35 tới 7,45 thì nghĩa là bình thường, đúng không? Thực sự không phải vậy nha. Nó vậy ở trong, nếu mà pH nằm trong cái khoảng này thì nó có ba cái khả năng. Khả năng thứ nhất là bệnh nhân bình thường thiệt. À, bình thường thiệt. Cái khả năng thứ nhì là bệnh nhân có rối loạn nguyên phát nhưng đã bù rồi, bù ok. Và cái khả năng thứ ba là có tình trạng rối loạn toan kiềm phối hợp trong đây. Và cái rối loạn toan kiềm này nó kéo qua kéo lại nhưng mà cái pH nó vẫn nằm ở trong cái giới hạn cho phép. Cái đó là bước 1. Bây giờ qua bước 2. Bước 2 tức là mình sẽ tìm cái thủ phạm nào làm cho cái thằng pH này nó bất thường. Thì hồi nãy ban đầu mình có nói rằng là hô đối chuyển cùng, đúng không? Tức là sao? Ở trong cái bước 2 này thì các bạn có thể dựa vào cái học thuộc lòng của mình hồi nãy đó, để mà mình coi đây là cái rối loạn nguyên phát là toan chuyển hóa, kiềm chuyển hóa, toan hô hấp hay kiềm hô hấp. Hoặc là mình có thể suy luận. Mình có thể suy luận bằng cách là mình dựa vào cái nhận định là nếu mình thấy pH và BCO2 thay đổi ngược chiều với nhau thì rối loạn nguyên phát là hô hấp. Và ngược lại, mình thấy pH và HCO3 trừ thay đổi cùng chiều với nhau thì rối loạn nguyên phát là chuyển hóa. Cái này mình suy luận. Hoặc là mình học thuộc lòng như nãy. Nếu mình không nhớ cái vụ thuộc lòng đó thì mình suy luận theo cách này. Tức là mình thấy hai thằng pH và BCO2 ngược chiều, chắc chắn rối loạn nguyên phát là hô hấp. Nếu mình thấy pH với HCO3 trừ cùng chiều với nhau thì rối loạn nguyên phát là chuyển hóa. Cái tiếng Anh thì nó dùng cái chữ room, ha, room là respiratory opposite là hô đối, và
ME, tức là metabolic echo là chuyển cùng ha. Cái câu nào có nghĩa và hay hơn thì mình tạm dùng cái chữ hô đối chuyển cùng nha. Rồi bây giờ qua tới cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba đó là nếu cái bước thứ hai mà rối loạn là hô hấp thì các bạn sẽ đi qua bước thứ ba. Còn nếu ở cái bước thứ hai cái rối loạn nguyên phát là chuyển hóa thì các bạn đi thẳng qua bước 4 luôn, không qua bước 3 nha. Rồi bây giờ nếu rối loạn nguyên phát là hô hấp, các bạn đi qua bước 3. Thì ở cái bước 3 này chúng ta sẽ đánh giá là cái tình trạng rối loạn hô hấp này là cấp hay là mạn tính nha. Và người ta nhận thấy rằng là cứ BaCO2 mà thay đổi mỗi 10mm thủy ngân, thì nếu mà pH nó thay đổi ở trong cái khoảng từ 0,08 thì là cấp nha, tức là thay đổi rất là nhiều á, thì đây là cấp. Nếu mà pH mỗi 10mL thủy ngân của BaCO2 mà pH thay đổi có 0,03 thôi thì đây là mạn nha. Và cuối cùng là nếu mà nó nằm trong cái khoảng từ 0,03 đến 0,08 thì đây là cấp trên nền mạn nha. Còn nếu mà nó nằm ra ngoài khoảng này thì sao? Nằm ra ngoài khoảng này tức là dưới cả 0,03 và trên cả 0,008 thì sao? Thì sao? Thì nó là nó là có rối loạn phối hợp các bạn. Rồi. Và để tính toán cái này thì các bạn nhớ cái công thức này, cái này ghi lại đi nha, tại vì một lát mình có làm bài tập đó ha. Thì cái này là cái gì? Cái công thức này là delta pH nhân 10 chia cho delta BaCO2, có nghĩa là trong cái khí máu động mạch của người bệnh á, mình lấy cái pH của người bệnh trừ cho 7,4 rồi nhân với 10 chia cho cái BaCO2 của người bệnh trừ cho 4 và lấy cái trị số tuyệt đối và ra số bao nhiêu. Nếu mà ra 0,08 thì là cấp, nếu ra 0,03 là mạn, nếu ra 0,005 ví dụ vậy, tức là cấp trên nền mạn. Còn nằm ra ngoài cái khoảng này có nghĩa rằng là có thể có rối loạn phối hợp nha. Bây giờ mình qua tới bước 4 ha, bây giờ mình qua tới bước 4. Bước 4 có nghĩa là sao? Nếu là ở bước 2 chúng ta thấy rối loạn nguyên phát là chuyển hóa thì chúng ta đi qua bước 4 nha. Thì ở bước 4 chúng ta sẽ đánh giá mức độ bù nha. Như vậy thì sẽ có hai trường hợp toàn chuyển hóa và kiềm chuyển hóa, chúng ta sẽ có hai cái công thức khác nhau. Chúng ta xem xét cái mức độ bù của cái toàn chuyển hóa nó có phù hợp hay không bằng cách tính toán cái công thức này. Đối với cái tình trạng là toan chuyển hóa thì chúng ta dùng cái công thức là BaCO2 dự đoán bằng 1,5. Cái này các bạn ghi luôn nha, một lát làm bài tập đó. BaCO2 dự đoán sẽ tính bằng cách là lấy cái HCO3 trừ nhân với 1,5 rồi đem cộng với 8. Và trị số này cho phép dao động cộng trừ 2. Cộng trừ 2. Nếu mà chúng ta tính ra được cái BaCO2 của người bệnh nó khớp với cái BaCO2 dự đoán này, có nghĩa rằng là đây là cái toán cái mức độ bù hoàn toàn. Nếu mà chúng ta tính cái BaCO2 của người bệnh không khớp với cái BaCO2 dự đoán này thì có nghĩa rằng là có cái rối loạn phối hợp hay bù chưa hoàn toàn nha. Kế đến là đây là nãy là toan chuyển hóa, bây giờ đây là cái công thức dành cho kiềm chuyển hóa. Kiềm chuyển hóa thì chúng ta tính cái BaCO2 dự đoán bằng cách lấy HCO3 trừ nhân với 0,7 và cộng với 20. Và cái số này nó cho phép dao động cộng trừ 1,5. Thì cũng tương tự như vậy, nếu tính ra đúng thì có nghĩa là bù hoàn toàn. Và nếu như chúng ta ở cái bước 4 á, là toan chuyển hóa thì chúng ta phải tính thêm cái khoảng trống anion. Tính thêm cái khoảng trống anion. Thì anion ghép lại gì các bạn? Là
công thức của anion ghép là natri trừ cho tổng của clo và HCO3 trừ. Giá trị bình thường của nó là dưới 12. Nếu mà anion ghép tính trên 12 có nghĩa là toàn chuyển hóa có tăng anion ghép. Thực ra thì cái anion ghép này nó không có giá trị ở trong cái đọc cái kết quả kiểm toán này, nhưng mà nó giúp mình gì? Nó giúp mình đánh giá, mình tìm cái nguyên nhân của cái toan chuyển hóa thôi. Thì một số nguyên nhân là toan chuyển hóa mà có tăng anion ghép và một số nguyên nhân toan chuyển hóa không tăng anion ghép. Bây giờ alo alo các bạn làm bài thử nghe. Alo alo. Dạ, tụi em nghe. Rồi bây giờ cho bài tập. Các bạn làm thử nha. Dạ. Làm thử rồi đọc lên cô. Đây là cái bài tập đầu tiên. Các bạn ngồi tính toán nha, ngồi tính toán. Bây giờ cái bài tập đầu tiên cô hướng dẫn trước nha. pH 7,4, BaCO2 27 và HCO3 trừ 18. Thì ở đây mình thấy gì? pH tăng và hai thằng thành phần giảm. Bây giờ nếu mà mình học thuộc lòng thì pH tăng và hai thằng thành phần giảm thì mình có thể đọc ngay đó là kiềm kiềm hô hấp, đúng không? Kiềm hô hấp. Còn nếu mà mình suy luận thì mình sẽ thấy là cái gì? Nếu mà rối loạn, tức là pH và BaCO2 ngược chiều với nhau thì rối loạn nguyên phát là hô hấp, đúng không? Là nguyên phát hô hấp mà pH ở đây tăng có nghĩa là đây là cách các bạn suy luận. Rồi, kiềm hô hấp thì chúng ta tính cái gì các bạn? Tính cái công thức. Sao rồi, đi off bao nhiêu mà handicap bao nhiêu mà không thấy in ra vậy? Alo. Chị cũng đỡ. Ghê vậy. Tắt micro bạn ơi, bạn nói chuyện gì vậy? Alo, alo. Alo, alo. Dạ nghe coi, dạ nghe coi. Vậy tính đi. Bây giờ là mình đọc đầu tiên là rối loạn nguyên phát là kiềm hô hấp. Bây giờ tới bước 2 rồi đó. Bây giờ qua bước 3 đi. Bước 3 là sao? Bước 3 là mình tính là kiềm hô hấp này cấp hay là mạn. Các bạn tính bằng cách là lấy delta pH nhân 10 chia cho delta BaCO2. Tính sao? Lấy 7,44 trừ cho 7,4 nhân 10. Là ra 0,4 đúng không? Đúng không? Dạ. Chia cho delta BaCO2 27 trừ cho 40 lấy chỉ được số tuyệt đối thì là 13. 13. 0,04 nhân 10 chia 13 các bạn ra kết quả là 0,03. Như vậy đây là kiềm hô hấp mạn. Đúng không? Rồi giờ bài kế các bạn tự làm nha. À quên, bây giờ nói qua cái kiềm hô hấp. Kiềm hô hấp tức là cái tình trạng mà nguyên nhân là do bệnh nhân thường là lo lắng, sợ hãi hoặc bệnh nhân hít thở, tự hít thở sâu với nhóm mấy cái ít ri rồi đó ha. Hoặc là một số trường hợp ít gặp như là tăng chuyển hóa, sốt, nhiễm trùng hoặc là dùng thuốc kích thích hô hấp. Thì cái kiềm hô hấp là làm sao xử trí? Xử trí bằng cách là cái biểu hiện của nó thì cũng không có điển hình lắm nha. Cái nào nó cũng rối loạn nhịp tim, khô miệng, toát mồ hôi, co giật. Và cái xử trí thì có thể là trấn an bệnh nhân, dùng những cái thuốc điều chỉnh cái nguyên nhân như là bệnh nhân thở nhanh, bệnh nhân gì đó thì trấn an, hoặc là cho hạ sốt, vân vân. Và một cái hay chúng ta hay sử dụng đó là cho thở lại qua túi, thiếu dấu sắc ở đây. Thở lại qua túi có nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân này thở, mình làm cho cái CO2 trong cái
trong cái hô hấp á, CO2 trong phổi làm sao tăng lên. Có nghĩa là mình cho bệnh nhân thở vào một cái túi kính ha. À, thì bệnh nhân thở vào một cái túi kính đó, một lát thì cái CO2 nó sẽ tăng lên và nó điều chỉnh được nha. Đó là cái kỹ thuật gọi là thở lại qua túi nha. Tuy nhiên là thực hành thì cô thấy là tự nhiên mình lấy cái bao ni lông á, mình cho bệnh nhân thở vô đó đó, thì đôi khi nó cũng không có được, nó hơi nhạy cảm đúng không? À, thành ra cái cô thường hay lấy cái mặt nạ mà không thở lại đó, mặt nạ có mặt nạ túi á, mình cho bệnh nhân thở vào đó nhưng mà mình không có bật oxy lên nha. Rồi. Cô ơi. Rồi nói đi. Cô ơi, cho em hỏi mấy trong mấy cái ca history với cô thì nếu mà mình làm tiết máu thì cái nồng độ oxy trong máu nó có giảm không cô? Thở nhanh sao giảm? Bệnh nhân thở. Bệnh nhân thở nhanh cho nên cái PaO2 nó đâu giảm đâu. Nha. Yeah. Rồi bây giờ bài kế các bạn làm nè. Này là gì các bạn? Toàn hô hấp. À đúng rồi, toàn hô hấp. Hoặc là học thuộc lòng là pH giảm và hai thằng thành phần tăng là toàn hô hấp, đúng không? Hoặc là mình suy luận là pH và BCO2 di chuyển ngược chiều với nhau, rối loạn nguyên phát là hô hấp và pH giảm tức là toàn hô hấp nha. Như vậy mình tính cái bước 3 đi các bạn, tính cái bước 3. Tính bước 3 ra nhiêu? Delta pH 0.003 0.003 là dưới 0.3. À đúng rồi, delta pH là 0.12 đúng không? Nhân 10 và chia cho delta BaCO2 là 39.5. Ra là 0.03, đây là vẫn là toàn hô hấp. Rồi. Thì toàn hô hấp là gặp trong gì các bạn? Toàn hô hấp thì các bạn phải nhớ rằng nó có hai nhóm nguyên nhân nha. Toàn hô hấp có hai nhóm nguyên nhân, đó là nguyên nhân tại phổi và nguyên nhân ngoài phổi ha. Nguyên nhân tại phổi là mình gặp trong các cái bệnh lý như là tăng khoảng chết, sinh tại phổi, bất xứng thông khí tưới máu vân vân ha. Và cái nguyên nhân ngoài phổi chúng ta cũng phải chú ý là ức chế cái thần kinh trung ương ha, rối loạn, hoặc là các cái bệnh lý thần kinh cơ như là bệnh nhược cơ, Guillain-Barré, liệt cơ hô hấp, hoặc là đơn giản là bệnh nhân đau cái thành ngực, đau vùng bụng, bệnh nhân không có hít thở được sâu, hoặc là chỉ là béo phì, bệnh nhân cũng không hít thở được, thì đây cũng gây dẫn đến toàn hô hấp nha, toàn hô hấp. Và xử trí thì tìm nguyên nhân, giải quyết nguyên nhân như là đặt ống dẫn lưu, giảm đau, làm thông khí đạo, hút đàm, dùng thuốc giãn phế quản, kháng sinh, kháng thở máy nhân tạo hoặc là không quên xâm lấn hoặc là không xâm lấn. Rồi qua bài kế nè. Này là gì các bạn?
Cái này là bình thường. Trời ơi, giỏi quá. Khí máu bình thường. Vậy mà có nhiều người sập bẫy của cô. À, rồi, cái này là khí máu bình thường ha. Rồi. Tiếp. Này là gì các bạn? Cái này là cả ba cùng. Cả ba cùng giảm. Cả ba trùng giảm có nghĩa là toan. Kịp. À toan chuyển hóa. Toan chuyển hóa, cả ba cùng giảm là toan chuyển hóa ha. Hoặc là mình suy luận là pH và BA và HCO3 trừ di chuyển cùng chiều có nghĩa là rối loạn nguyên phát là chuyển hóa, và pH giảm có nghĩa là toan chuyển hóa, đúng không? Yeah. Bây giờ toan chuyển hóa thì mình sẽ tính cái công thức BaCO2 dự đoán. BaCO2 dự đoán của toan chuyển hóa là gì? HCO3 trừ nhân với 1,5 cộng 8, các bạn tính đi. Cho phép cộng trừ 2. Đây là cái công thức dự đoán ha, HCO3 BaCO2 bằng 18,2 là HCO3 trừ nhân với 1,5 và cộng 8 ha là 35,3. Và 35,3 này của bệnh nhân là 33,9. Nhưng mà cho phép cộng trừ 2 cho nên là nó vẫn có thể chấp nhận được, đúng không? Sắp xỉ ha. Rồi. Như vậy thì cái này gọi là gì? Gọi là toan chuyển hóa có bù ha, bù trừ tốt nha các bạn. Rồi. Và toan chuyển hóa thì mình phải tính thêm gì ạ? A nhông ghép. Đây. A nhông ghép cho các bạn cái y ông đồ. A nhông ghép là bằng gì? Natri trừ cho tổng của kali cộng với clo cộng với HCO3 trừ ha. Ra là 17,8. Như vậy đây là có tăng a nhông ghép nha, có tăng a nhông ghép. Thì thực ra có tăng hay là không tăng là mình để tìm nguyên nhân mà thôi. Đây là các cái nguyên nhân tăng chuyển hóa mà có tăng a nhông ghép. Thì có tăng a nhông ghép á, thì là tăng nhập axi hoặc tăng nhập axit hoặc là tạo thêm axit, hoặc là không thải được axit hoặc là mất kiềm ha. Mà trong cái số có tăng a nhông ghép này, hai cái nguyên nhân mà hay gặp nhất là cái gì các bạn? Tiểu đường là nhiều nhất, và thứ hai là sốc ha. Sốc nha, sốc mọi nguyên nhân đó tăng cái axit lactic. Hai cái này là hai nguyên nhân hay gặp nhất trong cái thực hành lâm sàng của mình ha. Còn những nguyên nhân khác thì ít gặp hơn. Và cái nhóm thứ nhì là không có tăng a nhông ghép thì thường là liên quan đến cái bệnh lý do thận là nhiều nha, bệnh lý do thận. Và để xử trí cái tình trạng toan chuyển hóa thì mình thường là gì? Điều chỉnh cái nguyên nhân ha. Điều chỉnh nguyên nhân bằng cách điều chỉnh cái đường huyết. Và cái cuối cùng là nếu có chỉ định thì chúng ta sẽ dùng cái bicarbonate để chúng ta bù ha. Dùng cái dung dịch bicarbonate HCO3 trừ đó ha, để chúng ta bù. Có cái công thức tính đúng không? Các bạn nào đi hồi sức thì chắc nắm rõ rồi. Rồi. Bây giờ công thức kế, cái bài tập kế. Okay.
cái này là gì? Kiềm chuyển hóa. Đúng rồi, cả ba cùng tăng ha, kiềm chuyển hóa. Mình tính luôn. BaCO2 dự đoán là lấy HCO3 trừ nhân với 0.7 cộng 20 nha, cộng 20. Và cho phép cộng trừ 5. À quên, cộng trừ 1.5 nha. Thì BaCO2 dự đoán là gì? Là 48 nhân với 0.7 đúng không? 4.2 cộng với 20 ra là 53.7. À, thì cũng mấp mé ha, cho phép cộng trừ 5 nha. À, cộng trừ 1.5 thì cũng mấp mé ha. Như vậy là chúng ta thấy đây là kiềm chuyển hóa có bù. À. Thì kiềm chuyển hóa gặp trong những nguyên nhân nào? Cũng gặp nhiều nguyên nhân ha, trong đó là có mất H cộng, thường gặp trong các cái bệnh lợi tiểu nha, hoặc là các cái hội chứng Cushing. Các cái nguyên nhân khác thì ít gặp hơn nha, ít gặp hơn. Và cái đề kiềm chuyển hóa thì cái điều trị khó hơn cái toan chuyển hóa, bởi vì toan chuyển hóa thì chúng ta có dung dịch HCO3 trừ để chúng ta điều chỉnh, nhưng mà cái kiềm chuyển hóa thì hình như không có cái dung dịch nào. Có thể dùng các cái ví dụ cường aldosterone thì chúng ta dùng cái lợi tiểu spironolactone, hoặc là chúng ta bù kali vân vân. Đó là chúng ta vừa qua 5 bước của cái điều chỉnh để chúng ta đọc cái kết quả khí máu động mạch. Nhắc lại là bước 1 là xem xét pH, bước 2 là chúng ta nhận định cái rối loạn gì ha, cái thủ phạm gây ra là nguyên phát, bao gồm 4 cái rối loạn nguyên phát đó nha. Và cái thứ ba là nếu rối loạn thứ hai là hô hấp thì chúng ta bước ba là để chúng ta đánh giá kiềm hay là mạn hay là cấp. Và nếu mà rối loạn bước hai là chuyển hóa thì chúng ta qua bước bốn là đánh giá cái BaCO2 dự đoán ha, để chúng ta coi có bù đủ hay không. Và qua bước 5 là đánh giá cái anion ghép nha. Bây giờ cuối cùng là chúng ta qua bước 6 là nhận biết các cái rối loạn toan kiềm phối hợp nha, rối loạn toan kiềm phối hợp. Thì thực tế là ở trong cái thực hành lâm sàng thì đa phần chúng ta sẽ gặp các cái rối loạn nguyên phát, và một số ít trường hợp khó phức tạp thì chúng ta sẽ gặp cái rối loạn toan kiềm phối hợp. Thì những cái dấu hiệu nào gợi ý là đây là những cái rối loạn toan kiềm phối hợp thì đầu tiên mà đã trình bày với các bạn đó là đầu tiên là chúng ta thấy là pH thì ổn định, nhưng mà cả BaCO2 và HCO3 trừ đều bất thường. Thứ hai là pH overshoot, nãy có nói với các bạn rồi, tức là nó bù mà nó bù hơn bình thường. Ví dụ như nãy tôi nói là nó bù tới 7.39, 7.395, 7.4 thì đủ rồi. Nhưng mà nó lại bù dư qua 7.41, 7.42. Như vậy là bù dư chắc chắn là có rối loạn phối hợp. Cái dấu hiệu gợi ý thứ ba là chúng ta thấy bình thường là hai cái thằng này lúc nào nó cũng di chuyển cùng chiều với nhau ha. Hai cái thằng thành phần á, bây giờ chúng ta thấy nó đi ngược chiều nhau, một thằng lên một thằng xuống, chắc chắn có rối loạn phối hợp. Cái dấu hiệu thứ tư là chúng ta tính toán cái mức độ bù không có thích hợp, giống như nãy chúng ta tính cái BaCO2 dự đoán mà nó lọt ra ngoài, nó không có khớp gì với cái BaCO2 của bệnh nhân. Và cái cuối cùng, cái thứ năm là chúng ta tính, cái này thì cực kỳ khó, cho nên một lát sẽ có một cái bài tập cho các bạn xem, nhưng mà cái này nó hơi bị khó, tức là nó tính thêm cái delta ghép. Delta ghép là gì? Delta ghép là lấy cái HCO3 trừ cho cái hiệu số của anion ghép trừ cho 12, tức là cái dư của anion ghép
phải là có nhông ghép tăng, và cái tăng này cộng với cái HCL trừ là cái delta ghép. Nếu mà cái delta ghép mà cao quá trên 24 thì coi chừng có kịp chuyển hóa kết hợp. Sẽ có cái bài tập cho các bạn ha. Rồi. Như vậy thì theo các bạn có bao nhiêu cái cặp rối loạn toan kiềm? Theo các bạn chúng ta có 4 cái rối loạn nguyên phát đúng không? Toan hô hấp, kiềm hô hấp, toan chuyển hóa, kiềm chuyển hóa. Như vậy phối hợp 4 cái thằng nguyên phát này từng cặp, như vậy chúng ta có tổng cộng là 12 cặp, nhưng mà 12 cặp đảo qua đảo lại thằng trước thằng sau giống nhau. Như vậy thì tóm lại chỉ có 6 cặp thôi nha, 6 cặp rối loạn hỗn hợp nha, 6 cặp rối loạn phối hợp. Và đây là 6 cái cặp rối loạn phối hợp nha. Cái cặp thứ nhất và 6 cái cặp này thì chúng ta lại chia thành 3 nhóm ha, 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên á là toan cộng toan, có nghĩa là rất toan đó ha. Toan chuyển hóa cộng thêm cái toan hô hấp nữa. Kết quả là cái người bệnh này cái pH của họ rất rất là ghê ha, pH rất là giảm nha. Và cái rối loạn thứ nhì cũng giống vậy, tức là kiềm chuyển hóa cộng kiềm hô hấp, hai thằng kiềm cộng lại này khiến cho bệnh nhân rất là kiềm ha. Thì hai cái rối loạn này các bạn sẽ thấy là trên thực hành lâm sàng nó rất là nguy hiểm. Bệnh nhân có thể chết bất kỳ lúc nào bởi vì cái pH nó quá nguy hiểm nha, nó quá ghê. Và với pH như vậy thì nó sẽ rối loạn toàn bộ cái chuyển hóa của các tế bào trong cơ thể, và bệnh nhân sẽ đi vào cái nguy hiểm rất là nhanh ha. Cái nhóm thứ nhì là gồm hai cặp. Thì cái hai cặp này các bạn sẽ thấy là nó tương tự như bù, nhưng mà nó nhiều hơn bù. Có nghĩa là ví dụ như là toan chuyển hóa có kiềm hô hấp bù trừ, nhưng ngoài cái kiềm hô hấp bù trừ nó có một cái kiềm hô hấp bệnh lý thật sự cộng vô nữa. Cho nên đây là toan kiềm hô hấp. Và ngược lại cũng vậy, là toan hô hấp có một cái toan hô hấp thực sự, một cái bệnh lý toan hô hấp và kiềm ban đầu và kiềm chuyển hóa bù trừ, nhưng ngoài cái kiềm chuyển hóa nó lại có một cái kiềm bệnh lý nữa cộng vô. Và ngược lại cái này trước sau ha, hoặc là kiềm hô hấp thực sự cộng có toan chuyển hóa bù trừ cộng với toan chuyển hóa thực sự nữa. Tóm lại là cái nhóm này các bạn sẽ thấy nhóm này thì nó tương tự như là bù, nhưng mà bù hơn bình thường nha, bù hơn bình thường, có nghĩa là có một cái rối loạn cộng thêm. Cái đặc điểm của hai cái cặp này á là sao? Cái pH của nó đó nó vẫn nằm trong cái giới hạn ổn từ 7,35 tới 7,45 nha. Nó không có quá là như cái nhóm trên. Và như vậy thì cái nhóm này mình có thể thư thả hơn để mình xử trí, còn cái nhóm này là hai cái cặp cuối cùng á, thì thực tế là các bạn sẽ thấy rằng là cái rối loạn thứ sáu á, cái rối loạn thứ sáu là không có ở trên cái đời này ha. Bởi vì sao? Bởi vì toan hô hấp cộng với kiềm hô hấp là không có xảy ra nha. Vì sao vậy? Bởi vì hô hấp nó rất là nhanh các bạn, hô hấp nó rất là nhanh, thở ra thở vô. Hồi nãy mình cũng nói ban đầu á, cái rối loạn mà liên quan tới hô hấp thì điều chỉnh nó nhanh, vài tiếng đồng hồ là nó hết rồi. Cho nên là vừa toan hô hấp là vừa kiềm hô hấp là không có ha. Còn cái rối loạn thứ năm thì có thể có, tức là toan chuyển hóa cộng kiềm chuyển hóa, bởi vì hai cái này nó phụ thuộc vào cái thận mà chuyển hóa đó, thành ra là đôi khi là nó chưa kịp điều chỉnh nha, nó chưa kịp điều chỉnh thì trong một cái thời điểm nào đó mình sẽ thấy có đồng thời cả toan chuyển hóa lẫn kiềm chuyển hóa nha. Rồi cái này thì nó rất là khó ha.
và nó liên quan tới cái delta ghép hồi nãy mà cô có nói đó ha, thì một lát sẽ có bài tập minh họa ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem xét một cái số các cái ví dụ thử nha. Đây là các bạn thấy gì? pH 7,08 và BaCO2 54, HCO3 trừ 18. Thì cái này mình thấy sao ạ? pH cực kỳ giảm nha, cực kỳ giảm. Và sao nữa? Hai thằng thành phần sao? Hai thằng thành phần ngược chiều nhau. Hồi nãy mình nói hai thằng thành phần mà ngược chiều chắc chắn là có rối loạn phối hợp nha. Hai thằng thành phần ngược chiều nhau thấy rõ ha, hai thằng thành phần ngược chiều nhau mà làm cho cái pH rất là giảm như vậy thì chỉ có lại gì? Toan hô hấp cộng toan chuyển hóa nha. Nha, hai thằng di chuyển ngược hướng với nhau và pH rất là giảm. Cái này là toan hô hấp cộng toan chuyển hóa. Rồi. Cái này mình sẽ đi tìm cái nguyên nhân vì sao mà lại có toan hô hấp cộng toan chuyển hóa, thì cái này phải dựa vào lâm sàng. À. Bây giờ một cái rối loạn kế tiếp. Ở đây thì cũng tương tự vậy nha. Chúng ta thấy gì? Hai thằng thành phần cũng ngược chiều nhau. Hai thằng thành phần cũng ngược chiều nhau mà cái pH thì sao? Cực kỳ kiềm. À. Thì chắc chắn đây là cái gì? Kiềm chuyển hóa cộng kiềm hô hấp. Yeah. Kiềm chuyển hóa cộng kiềm hô hấp. Nó mới ra cái kiềm dữ dội như vậy. Và hai thằng thành phần này ngược chiều nhau chắc chắn có rối loạn phối hợp. Yeah. Rồi. Bây giờ cái rối loạn thứ ba. Này là gì? Chúng ta thấy pH 7,4 à, nhưng mà hai cái thành phần này nó đều bất thường à. pH thì nằm ở trong giới hạn bình thường nha, mà pH BaCO2 và HCO3 trừ đều là bất thường ha. Bây giờ chúng ta giả sử đi. Chúng ta giả sử đây là toan chuyển hóa đi ha. Thì pH nó 7,4, giả sử nó 7,39 nè. Chúng ta giả sử nó là toan chuyển hóa. Toan chuyển hóa thì chúng ta tính cái BaCO2 dự đoán. Tính cái BaCO2 dự đoán là BaCO2 lấy cái HCO3 trừ nhân 1,5 cộng 8 chỉ có 35, lên tới 35 mà BaCO2 bệnh nhân chỉ có 30 ha. Cộng trừ 2 cũng không được luôn. Như vậy là cho thấy gì? Bù không có đúng, đúng không? Bù không có đúng nha. Bù không có đúng. Như vậy thì cái này là ngoài cái toan chuyển hóa này là có kiềm hô hấp kết hợp nha. Có kiềm hô hấp kết hợp. Tại vì nó 7,4 cho nên chúng ta có thể giả định đây là toan chuyển hóa. Hoặc là chúng ta cũng có thể giả định là kiềm hô hấp nha, tùy các bạn cũng có thể tính ra được bằng cái cách kia nha. Rồi. Và nếu mà có vừa kiềm hô hấp vừa toan chuyển hóa thì chúng ta tính thêm cái a nhân ghép. Thì a nhân ghép ở đây chúng ta tính ra là 18, như vậy là toan kiềm hô hấp cộng với toan chuyển hóa có tăng a nhân ghép ha. Cái này mình sẽ coi cái lâm sàng như thế nào để mình xử trí nha. Rồi. Và đây là cái rối loạn kế tiếp nữa. Đây là chúng ta thấy gì? pH 7,37 nhưng mà HCO3 trừ và hai thằng thành phần này thì cùng tăng. Chúng ta giả định là gì? Chúng ta giả định là toan hô hấp, đúng không? Chúng ta giả định là toan hô hấp bởi vì BaCO2 với rối loạn nguyên phát, giả sử là hô hấp giả định là toan hô hấp thì chúng ta tính toán là gì? Tính toán cái cấp trình nền mạng đó, quên, chúng ta tính toán cái cấp hoặc là mạng đó. Thì hồi nãy mình tính là từ 0,03 đến 0,7,08 nhưng mà cái này tính ra tới 0,009 là nghe, 0,009
tức là nó nhỏ hơn 0,03 rất là nhiều, là nó nằm ngoài cái khoảng đó. Và nằm ngoài khoảng đó tức là có rối loạn phối hợp. Và ở đây là toan hô hấp kết hợp với kiềm chuyển hóa nha các bạn. Toan hô hấp cộng với kiềm chuyển hóa. Bây giờ cái rối loạn cuối cùng ha, cái rối loạn thứ 5 nha. Thực ra rối loạn thứ 5 này thì cô cũng chưa gặp trong thực hành lâm sàng, và cô cũng chỉ thấy được trong sách thôi. Và cái này nó cũng cực kỳ khó ha, thành ra là cũng giới thiệu cho các bạn biết thôi. Thực ra mình cứ thấy cái này bình thường, cái mình nói ồ cái này khí máu bình thường, mình không thèm xử trí gì luôn. Nhưng mà bệnh nhân lại không ổn, bệnh nhân lại rất là cái lâm sàng họ không ổn định. Và ở đây mình giả sử như là thực ra 7,35 thì nó nằm ở cái giới hạn dưới của cái bình thường. Giới hạn dưới của bình thường. Và mình giả sử như, và cái 22 này nó cũng nằm ở cái giới hạn dưới của bình thường. Mình giả sử như đây là toan chuyển hóa đi. Và giả sử đây toan chuyển hóa thì mình tính ra cái PA CO2 dự đoán là 41 nha. 41 cũng đúng với cái 41 này đúng không? Đúng với 41 này. Nhưng mà mình khi mà mình tính ra cái a nhông ghép á, thì a nhông ghép này là 25. A nhông ghép này là 25 á, thì cái delta a nhông ghép là 13. Và mình tính cái delta ghép thì mình thấy cái delta ghép này là tới 35. Delta ghép này tới 35. Và như vậy là đây là cái trường hợp cái delta ghép trên 35 này là có gì các bạn? Có kiềm chuyển hóa kết hợp. Như vậy hồi nãy mình giả định ban đầu là toan chuyển hóa, và tính thêm cái delta ghép này thì ra là có kiềm chuyển hóa kết hợp. Như vậy cái K này là toan chuyển hóa cộng kiềm chuyển hóa. Và như vậy thì hai thằng toan kiềm này nó làm cho cái HCO3 trừ nó tạm ổn và pH nó tạm ổn. Tuy nhiên là nó cũng có bất thường. Nhưng mà cô cũng nói rằng là cái trường hợp này nó cũng khó lắm ha, khó phát hiện trên thực hành lâm sàng nha các bạn, khó, cực kỳ khó. Cô cũng không có kinh nghiệm về cái việc này nha. Rồi như vậy là nãy giờ là mình nói xong qua hết về các cái khí máu động mạch nha, khí máu động mạch. Cô nhắc lại cho các bạn ha, nếu các bạn còn tiếp tục theo dõi nha, thì giờ tóm tắt lại các bạn nhớ là cái việc mà lấy khí máu động mạch. Nhớ là các bạn nào mà đã lấy nhiều lần, đang thực hành nhiều lần ở cái bệnh viện của mình, thì các bạn nên là điều chỉnh lại các cái kỹ thuật lấy làm sao cho nó chính xác. Nãy giờ các bạn thấy cái cách tính đó, nó chỉ cần sai số một tí xíu thôi là cái kết quả mình sai bét. Trừ cộng trừ nhân chia là sai bét rồi. Như vậy nếu mà mình cứ để trong cái môi trường không đúng, tiếp xúc thường xuyên với oxy, một lát cái pH nó thay đổi thì sao ạ? Thì kết quả mình không đúng nữa nha. Vì vậy cho nên các bạn nhớ ha, những cái sai lầm thường gặp trong cái kỹ thuật lấy khí máu động mạch, đặc biệt đó là cô hỏi hầu hết các cái bạn đi lâm sàng á, các cái bạn bác sĩ đang thực hành, thì hầu hết cái việc cách ly mẫu máu với khí trời là không có được ai quan tâm cả nha. Có ít có cái giáo trình nào lại lưu ý tới việc này, thành ra là các bạn nhớ nha, phải cách ly mẫu máu với khí trời bằng mọi giá. Rồi về cái 6 bước phân tích thăng bằng kiềm toan thì cũng nhắc lại ha. Đầu tiên nhận định pH máu, bước 2 là tìm cái rối loạn nguyên phát bằng cái hợp thuộc lòng hoặc là cái quy luật hô đối chuyển. Cô chúng ta toan kiềm phối hợp hay không
Rồi, bài trình bày của cô là tới đây là xong rồi đó. Các bạn có thắc mắc, có hỏi gì thêm không? Đây là những cái công thức tính thôi các bạn cần nhớ đó. Dạ cô ơi, thì em hỏi sau được không ạ? Rồi hỏi đi, hỏi lớn lên nghe nhỏ quá. Dạ cô, tại em làm trong hồi sức á, thì bên em là bệnh nhân gặp đường huyết áp động mạch xâm lấn theo dõi liên tục á, thì em lấy khí máu động mạch qua cái đường đó. Bệnh nhân của em là luôn được truyền heparin liên tục. Nên lúc lấy khí máu thì cái xy lanh của em cũng không có chén heparin là một. Thứ hai là em lấy khí máu xong rồi em lấy khí máu liền em cũng không bảo quản. Em nói lớn chút nha, không có được rõ. Bệnh nhân của em là đang truyền heparin liên tục, rồi sao nữa? Là nằm trong hồi sức, có đường huyết áp động mạch xâm lấn, heparin liên tục. Em lấy khí máu động mạch thì thứ nhất là cái bên tim của em là không có chén heparin, bệnh nhân đang được truyền heparin liên tục đó cô. Rồi thứ hai là khi mà lấy cái mẫu khí máu xong là em có cái máy khí máu tại chỗ em thử luôn, thành ra em cũng không có bảo quản bằng cái nắp cao su như là theo cái hướng dẫn của cô á, thì như vậy nó có ảnh hưởng đến kết quả nhiều không cô? Nếu mà em từ cái người bệnh em cầm qua em ghim vô cái máy liền thì ok, đâu có thì không sao. Chỉ sợ là hả? Trong vòng khoảng 5 phút rồi. Trong vòng 5 phút hả? Trong vòng 5 phút thì em phải ghim rồi đó. Còn nếu mà em rút ra em cầm qua máy liền em ghim hả? Dạ, tại bên em là điều dưỡng lấy máu luôn, tại vì mình có cái đường huyết áp xâm lấn rồi mình lấy cái đó, thành ra điều dưỡng sẽ lấy chứ không cần bác sĩ, như là mình lấy ở ngoài bệnh ở ngoài ra thì điều dưỡng ta lấy một lần mấy cái mẫu như vậy của những bệnh nhân hồi sức, người ta đi thử luôn một lần đó con. Thì cái máy nó cũng nằm ngay cái kế bên luôn, thành ra là thường điều dưỡng bên em lấy là mấy mẫu rồi mang qua thử trong vòng 5 phút rồi con. Thì hy vọng là 5 phút thì không đến nỗi nào, nhưng mà thì em nắm nguyên tắc rồi đó, tức là bất kỳ một cái tiếp xúc nó đều có thể thay số, tuy nhiên 5 phút thì cũng ít, nhưng mà tùy cái quy trình của em tại chỗ đó. Sao đôi khi làm điều dưỡng lấy máu hả? Dạ đúng rồi, điều dưỡng lấy máu cô. Tại bên hồi sức thì tụi em đó đặt đường huyết áp động mạch xâm lấn, mình theo dõi liên tục luôn, cô lấy qua cái đường đó. Thì điều dưỡng lấy máu thì nếu mà lấy lâu hơn thì em có thể nên ghim. Còn nếu không thì cũng được, tạm chấp nhận được, nhưng mà điều dưỡng ta sẽ lấy một lần, cái giờ xét nghiệm ta lấy một lần rồi ta thử luôn đó cô. Thì cũng được đi. Tạm thời mình chấp nhận 5 phút, ok. Nhưng mà chỉ sợ lâu hơn thôi. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Cô ơi, cô có cho cái bài hôm nay dạy không cô? Cho tụi em coi lại. Cho nha, cô sẽ gửi lên cái file nha. Chút nữa cô gửi. Cô gửi trong cái group này luôn á. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, nếu các bạn không hỏi nữa thì nghỉ nha. Dạ, rồi mình học tiếp sao ta? Thứ tư các bạn chuyên khoa 2 có trình được không? Alo. Dạ, trình bài COPD ạ. À? Rồi, thứ tư các bạn trình bài COPD ha, mấy giờ vậy? Dạ, mấy giờ trình được con? Tại vì hai bài, một COPD cấp và một COPD mạng. Vậy trình cũng 8:30 nha. Dạ. Rồi, ok. Cảm ơn cô. Rồi, chào các bạn ha. Giờ mình nghỉ nha. Dạ, chào cô.